Làm sao khi mà mình bị phiền hà quá nhiều và lúc sống với người khác, người khác có thể tạo ra phiền hà xung quanh mình, họ không thể tạo ra phiền hà trong lòng mình. Vui buồn là ở trong lòng mình. Cái gì trong lòng mình thì ai quyết định? Mình quyết định. Khi mình quyết định thì mình muốn mình vui hay buồn, chắc chắn mình muốn mình vui. Mình có đôi tay và có tự do với đôi tay này. Mình có quyền, toàn quyền cầm trên tay của mình. Và chắc chắn là tay của mình là tay tốt nhất. Cầm trên tay cái điều khiển từ xa cho cái chương trình TV vui buồn ở trong lòng mình. Nhưng mình không học cách cầm và mình không giữ cái điều khiển ấy, và mình đưa cho người khác mang tên là người thương hay kẻ ghét gì đó, và mong họ bấm cái chương trình mà mình thích. Họ có thể làm điều đó 1-2-3 lần, quá lắm thì 1-2-3 tháng và 1-2-3 năm. Họ không thể làm như vậy cả đời, bởi vì mình thừa biết mình chưa làm ai hài lòng 100% trên đời này cả, dù đó là người mình thương nhất, cho nên chưa có ai trên đời này làm hài lòng mình 100% hết. Cho nên mình không thể có hạnh phúc và vui hoài bằng cách là hy vọng người khác cầm cái máy điều khiển trên tay của họ và bấm cái chương trình ở trong đầu TV của mình. Vậy cho nên mỗi lần mà mình cảm thấy bị phiền hà bởi những người xung quanh mà mình sống cùng á, là mình thử trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau đây, tìm cái câu trả lời đúng nhất. A là mình đưa cái điều khiển của mình cho người khác giữ và mong họ bấm cái chương trình mà mình thích hoài hoài. B là mình tình nguyện làm nô lệ cho kẻ khác, tức là nghĩ hoài tới cái xấu xa dở tệ của họ để mình làm cho mình đau khổ. Và nên nhớ, khi mà mình làm cho mình khổ ấy, thì trên đời mình không cần ai là kẻ thù của mình nữa. Và ba là mình lấy cái điều khiển về và học cách bấm cái chương trình mình thích. Vậy hãy trả lời ba câu hỏi đó một cách khôn ngoan, và mình biết đâu là con đường thoát. A Di Đà Phật.